tử vi cung Bạch Dương tháng 6 năm 2020. Tử vi tháng 6 cho thấy, Bạch Dương còn độc thân có thể mở rộng các mối quan hệ của mình. Hãy chăm chỉ tham gia các buổi giao lưu bạn bè hơn nữa, bạn sẽ gặp được những đối tượng rất tuyệt vọng đấy. Nếu đã có nửa kia, bạn nhận ra mình ngày càng ỷ lại vào đối phương, một ngày không gặp gỡ cũng thấy nhớ nhung vô cùng. Về công việc thì khá suôn sẻ, việc đàm phán hay là ký kết hợp đồng thì thành công tốt đẹp. Hơn thế nữa, các mối quan hệ xã giao cũng tiến triển tốt đẹp. Trong sau này sẽ có một khoảng thời gian hòa hợp với đồng nghiệp xung quanh, nhờ thế mà công việc có tiến triển thuận lợi. Có thể bạn chưa thấy tài chính của mình có bước phát triển vượt bậc trong tháng này, nhưng nếu cứ tiếp tục cố gắng, việc tăng lương sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Về tiền bạc thì khá ổn, nhưng cũng không mấy dư giả để có thể tiêu xài thỏa thích đâu. Bạn cần phải tiết kiệm triệt để tránh tình trạng cháy túi nhé. Về tình hình sức khỏe của cung hoàng đạo này trong tháng khá tốt. Hãy tăng cường bổ sung các thực phẩm có lợi như trứng, cà chua, bắp cải trong thực đơn hàng ngày để đảm bảo rằng bạn bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để có thể xem video mới nhất mỗi ngày.